hoặc chưa có thì hãy lưu ý cho em phải có số điện thoại mới có đơn được. Đấy, tiếp theo các bác nhìn em và đánh giá tiếp tục nhé. Các bác mà nhìn đường truyền mặt ok rồi thì cái tác phẩm này có được đẹp không, có giá trị không, với cái đôi tay nghề 25 trong năm làm nghề. Đấy, có giá trị không ạ? Một tác phẩm Di Lặc VIP các bác nhá, để không gian nhà hoặc là cửa hàng kinh doanh rất đẹp luôn. Kích thước đại tỷ này là bao nhiêu đẹp rất là cao. Đấy, người em thì 1m6 nhưng mà còn cao hơn luôn các bác nhé. Cao hơn luôn. Đấy, thì chia sẻ cho các bác là hàng bên em đục đây. Từ những cái cánh hoa đào này các bạn, từ những cái cánh hoa đào bên em làm rất là đều. Bên này là một cái cành đào này Di Lặc bác các bác nhé. Thì ngoài ra thì có những cái đặc điểm nổi bật hơn, ví dụ như là vân gỗ chẳng hạn. Đây, đây là vân gỗ rất đẹp, chất thì là chất gỗ Hương Ta các bạn. Đây, hàng VIP luôn nha, để cửa hàng kinh doanh buôn bán thì rất đẹp và đón tài lộc các bác nhé. Đấy, phần bên trên này chia sẻ cho bên em lên 40-50 bác đấy ạ. Đây, đường nét siêu kênh bong của cái vòng hạt của ngài. Đấy, ngoài ra thì còn có 5 tiểu đồng sẽ tượng trưng cho là phúc lộc thọ khang ninh các bác nhé. Đây, có bác nào đã được sở hữu một tác phẩm Di Lặc VIP như thế này chưa ạ? Đấy, bác nào cứ đưa cho bên em con số thì bên em sẽ đấu giá các bác nhá. Vâng ạ, các bác nào có thể lựa chọn nhé. Đến với dogovansau thì các bác có thể được lựa chọn từ báo giá hoặc đấu giá. Vâng, với dáng thế của tác phẩm thì bên em đã được khắc về được 5 chú tiểu đồng đang vây buộc hình này. Với dáng thế của tiểu đồng thì mỗi dáng thế lại một cái tư thế khác nhau. Chú thì cầm những cái trái đầu tiên, chú thì đưa với dây tìm xu. Đấy, chú thì tác phẩm này thì cao cả tỷ là 1m65 không nhé, tỷ 1m65. Bên em làm rất là chắc chắn ở trên cái từng đế rồi đó nhé. Và với cái tác phẩm này thì bên em đã thiết kế liền rồi và một cái kỷ ở bên dưới các bác nhé. Kỷ rất là chắc chắn để khi các bác có thể trưng bày cái không gian phòng khách rộng với cái tác phẩm này. Tác phẩm này đo cho các bác tổng thể đi ạ. Còn các bác muốn trừ kỷ thì bên em cũng có thể trừ kỷ nhé. Comment kích thước để các bác biết rằng là cái phôi gỗ này có được đẹp không, có giá trị không. Vâng ạ, đo tổng thể của tác phẩm là 1m65, rộng là 89cm. Với cái tư thế của ngài cũng như là cái chiều cao thì các bác có thể cân đối giúp dogovansau đẹp. Sau em đo theo chỉ cho các bác để nó dễ, cho nó phù hợp với da. Người dặn sâu 40 các bác nhé. Và hai bên sườn thì bên em cũng đã điêu khắc với chữ lộc, chữ phát, chữ tài, mang lại cho gia chủ là lộc phát tài. Đấy. Bên này bên em còn có chữ phúc nữa các bác nhé. Đấy, phúc đầy nhà tài. Các bác nhé, phúc đầy nhà, con cháu thì luôn luôn đề về trong một cái gia đình. Ok chưa ạ? Đã đầy ý nghĩa và được đón nhận chưa ạ? Nếu bác nào muốn đón nhận với cái tác phẩm này thì lại tiếp tục cho em comment ở bên dưới đi ạ. Sẵn sàng đấu giá cùng quý khách hàng. Cái tác phẩm này là hàng VIP các bác nhé, đục sắc nét, đục đẹp và trôi gỗ là con người liền hạt và cực kỳ chi tiết cho các bác về vân luôn rồi đó. Chào các bác đang theo dõi nhé, bác nào lên cho bên em chia sẻ cho bên em lên nhiều được chúng ta luôn nhỉ. Hàng gỗ Hương không nhỉ? Vâng ạ, đó là Hương Gia Lai hay là Hương Việt thì tùy cho các bác, đó là một dòng gỗ cao cấp của Việt Nam. Vâng ạ, gỗ gì vậy? Ok nhá. Vâng ạ, gỗ Hương Việt các bác nhé. Em nhìn thấy bác rất là lạ, các Hoàng Nguyễn Vinh Nhơn. Đó là trên chất liệu của Hương Gia Lai. Bác đăng ký kênh cho bên em nhá. Vâng ạ, với cái phôi gỗ thì bên em đã là hàng tuyển chọn 3 bề 4 bên thì cái đường vân đã bao quanh trên tác phẩm rồi. Em ơi, mua mấy cái miếng có chuyển sang đen không của khách. Vâng ạ, không ạ, sẽ bên em sẽ giữ màu sẽ được lâu các bác nhé, giữ màu khoảng độ 20-30 năm. Đấy, còn khi mà nó ngả xuống thì nó ngả chỉ xuống một chút thôi. Anh Anh Đồng Hương, anh có thể là để cho bên em xin số điện thoại nhé, hoặc liên hệ Zalo. Bên em có thể đánh giá với cái bộ đấy. Một xíu nữa thôi, em đang chi tiết về cái tác phẩm này. Chỉ trong một giây lát nữa thôi này em sẽ trở lại về với cái bộ bàn ghế mà các bác đang quan tâm. Các bác nhìn cho em với những cái đường vân thì là tự nhiên các bác nhá. Trên bề mặt của tác phẩm, từ cái dáng thế cho đến cái đường vân là bên em để nguyên bản, không vẽ vời. Khi các bác kiểm tra là vẽ vời bất kỳ một chi tiết nào, các bác có thể liên hệ qua số điện thoại bên em. Được chưa ạ? Rất là nhiều nghệ nhân, nhưng mỗi nghệ nhân lại có một cái đôi bàn tay khéo léo khác nhau, với những cái đục chi tiết như này, đúng không? Từ những cái ánh mắt cho cái phần mũi, phần miệng, nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Rồi các bác có thể cho em những cái tương tác nhé, để biết được cái tác phẩm này giá trị lên tới bao nhiêu tiền ạ. Có bác nào ra những cái mệnh giá để biết được cái tác phẩm này có giá trị hay không? Còn đây những cái tác phẩm không nổi lên tới tiền trăm, tiền nghìn thì nó sẽ mất giá trị, đúng không ạ? Với cái tác phẩm lên tới tiền chục triệu, 20 triệu thì phải có giá trị với những đôi tay nghề, đúng không ạ? Các bác có thể bình luận cho em với cái tác phẩm này đi ạ, và có những mức giá để khởi điểm, đúng không ạ? Đấy, em chia sẻ cho các bác là từ những cái chú tiểu đồng bên em cũng làm rất là kỹ các bác nhá, đục rất là kỹ luôn. Đây, về cái đường nét và đường vân thì không thể chê vào đâu được các bác nhá. Đấy, từ những chiếc quạt này, đấy, đến những cái đồng tiền xu, đến những cái trái đào các bác nhá. Đấy, hàng thì là đẹp về chi tiết rồi, không phải bàn nhiều các bác nhá. Đấy, bây giờ các bác chỉ cần cho bên em xin con số thôi ạ. Các bác muốn bên em báo giá hay đấu giá đây ạ? Các Đồng Hương phải đợi em một xíu nữa nhé. Còn các bác nào mà không quan tâm với các tác phẩm gì nào và vẫn còn những hoạt động bình là sau, cứ từ từ các bác nhé, cứ từ từ bên em sẽ lên lần lượt. Bên em thì muốn xen kẽ về những cái tác phẩm tiếp theo. Còn nhiều những các bác là không muốn nộp bình mà mình đưa mãi lên thì các bác có thể không thích, là ngày hôm nay bên em sẽ chia sẻ là xen kẽ với nhiều những cái tác phẩm khác nhau, với giá trị của ngôi nhà của mình sẽ có thể được phân chia, đúng không ạ? Đâu rồi ạ? Các bác mà không quan tâm lại trở lại về chỗ cũ nha các bác nhé. Giới thiệu cho các bác về các lốc địch. Vâng, cũng xuân đến thì Tết gần về rồi, Đồ Văn Sáu lại làm ra nhiều những cái mẫu lốc lịch để có thể các bác đi làm quà tặng hoặc là treo cái không gian của ngôi nhà, thì các bác có thể comment. Ok, chào bác tướng lên đài nhá. Có bác tên rất là nặng. tên rất là hay. Mong bác là ủng hộ cho những nút like và đăng ký kênh như Dogovansau nhé. Các bác hãy đăng ký kênh ạ, để biểu hiện chuông thông báo ngày nào Dogovansau cũng có thể là chia sẻ về nhiều những tác phẩm đẹp giá trị